Cười té ghế, mũ cối Việt Nam khiến vị vua châu Phi quý như bảo vật, làm gì cũng muốn đội. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Sugar. Các bạn thân mến, ở Việt Nam ta có một món đồ mà ai ai cũng biết, từ những ông cụ tóc hoa râm, thanh niên trai tráng cho đến những đứa trẻ tinh nghịch nô đùa ngoài ngõ, đó chính là chiếc mũ cối màu xanh huyền thoại. Trời nắng, trời mưa, dù ở đồng quê hay thành thị, mũ cối luôn xuất hiện khắp nơi như một người bạn đồng hành bền bỉ của người Việt. Nhìn đơn giản thế thôi, nhưng chiếc mũ này đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống, từ bao đời nay đã che nắng, che mưa, che đủ thứ chuyện trên đời. Thế nhưng, câu chuyện về chiếc mũ cối không chỉ dừng lại ở biên giới Việt Nam thôi đâu, nó đã có một hành trình đầy thú vị vươn xa tới tận châu Phi. Bạn có tin không, ở một bộ lạc xa xôi, có một vị vua đã mê mẩn chiếc mũ cối Việt Nam đến mức không muốn rời khỏi đó. Câu chuyện này thực sự đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và bật cười. Hãy cùng chúng mình khám phá sâu hơn về cuộc phiêu lưu của chiếc mũ cối và những điều thú vị phía sau nhé! Trước khi vào câu chuyện chính, chúng ta hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về chiếc mũ cối, một trong những biểu tượng văn hóa không thể thiếu của người Việt Nam nha! Mũ cối không chỉ là vật dụng đơn giản giúp che nắng che mưa mà còn có cả một lịch sử lâu đời và đầy thú vị. Ban đầu, mũ cối có nguồn gốc từ châu Âu, được phát minh bởi quân đội Anh để thích ứng với khí hậu nóng ẩm ở các thổ địa vùng nhiệt đới. Loại mũ này được làm từ các vật liệu như gỗ, lie hay cao su, nhằm giúp quân lính tránh nắng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái. Khi Pháp đưa quân sang Đông Dương, họ mang theo loại mũ này và từ đó, mũ cối dần trở nên phổ biến tại Việt Nam, trở thành vật dụng không thể thiếu của quân đội Việt Nam trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chiếc mũ cối mang một vẻ ngoài đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn về tinh thần. Nó không những bảo vệ người lính trước nắng mưa mà còn trở thành một phần quan trọng trong chiến lược ngụy trang, giúp họ hòa mình vào thiên nhiên, ẩn mình trong rừng rậm trong các cuộc chiến đấu. Đặc biệt, hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ với chiếc mũ cối xanh lá và ngôi sao vàng phía trước đã trở thành một biểu tượng đầy tự hào của Việt Nam. Không chỉ quân đội, mà cả người dân, từ nông dân đến công nhân, ai cũng đã từng sử dụng chiếc mũ cối trong cuộc sống hàng ngày. Và rồi câu chuyện chính của chúng ta bắt đầu khi YouTuber Lê Khả Giáp có một chuyến đi khám phá đến một bộ lạc xa xôi ở châu Phi. Anh vốn dĩ là người đam mê khám phá các vùng đất mới, văn hóa mới và trong chuyến đi này, anh đã mang theo một vật dụng rất quen thuộc đối với người Việt. Đó chính là chiếc mũ cối. Mặc dù trong mắt người Việt, chiếc mũ này không có gì đặc biệt, nhưng ít ai ngờ rằng nó lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy khi xuất hiện tại một nơi cách Việt Nam hàng ngàn cây số. Ngay khi anh Giáp đến đó thì hòa mình vào cuộc sống người dân ở đây, bất ngờ, ông vua bộ lạc, người lãnh đạo tinh thần và quyền lực nhất tại đây đang ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc mũ cối trên đầu anh. Dù bộ lạc đã có cơ hội tiếp cận với nhiều thứ mới mẻ từ thế giới bên ngoài nhờ sự ghé thăm của những du khách, nhưng chiếc mũ cối lại gây ấn tượng mạnh mẽ với họ, đặc biệt là với vị vua này. Và rồi, sau khi thử đội chiếc mũ, vị vua của bộ lạc cảm thấy rất thích thú và không muốn tháo nó ra nữa. Chính xác là như vậy, ông quá mê chiếc mũ đến mức mà xin giữ luôn nó làm báu vật. Các bạn hãy tưởng tượng, giữa một bộ lạc xa xôi ở châu Phi, có một vị vua mặc trang phục truyền thống của bộ lạc, nhưng trên đầu lại đội một chiếc mũ cối Việt Nam. Cảnh tượng đó chắc chắn khiến nhiều người không thể nhịn cười và cũng cảm thấy tự hào đúng không? Chính nam YouTuber cũng không thể ngờ rằng chiếc mũ cối của mình lại trở thành vật báu của một vị vua ở nơi kia của trái đất. Vậy tại sao chiếc mũ cối lại có sức hút đặc biệt như vậy? Thưa các bạn, thực ra mũ cối không phải là sản phẩm do Việt Nam sáng tạo ra, nhưng sau nhiều năm sử dụng, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và lịch sử. Ban đầu, chiếc mũ cối có tên gọi là mũ cát, được sản xuất tại Pháp và châu Phi, sau đó được nhập khẩu vào Việt Nam. Vào đầu thế kỷ 20, tại Hà Nội đã có một xưởng sản xuất mũ cát của ông Hai Trinh, nơi sản xuất và bán mũ cho người dân. Mũ lúc này được làm bằng lie, cây rút và có chỏm làm bằng vải chéo xếp lớp, được dán kỹ lưỡng bằng nhựa crepe để chống mưa nắng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và mũ cối bắt đầu được sản xuất hàng loạt để phục vụ quân đội. Với hình dáng bán cầu, được làm từ bột gỗ và phủ vải xanh để ngụy trang, mũ cối trở thành biểu tượng của quân đội Việt Nam. Dù có nhiều loại mũ bảo vệ khác xuất hiện, nhưng mũ cối vẫn luôn là vật dụng chủ yếu được sử dụng bởi quân đội, vì nó đơn giản, dễ sản xuất và phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Từ đây thì mũ cối trở thành một phần không thể thiếu của người lính Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với độ bền chắc, mũ cối vừa dùng để bảo vệ đầu, vừa có nhiều công dụng khác như làm trộm múc nước, che chắn vũ khí, hay thậm chí được dùng để đánh lạc hướng quân địch trong những trận đánh quan trọng. Nhìn vào những bức ảnh lịch sử, chúng ta không thể không xúc động trước hình ảnh các chiến sĩ đội mũ cối hành quân qua những cánh rừng bạt ngàn, vượt qua chặng đường đầy khó khăn để chiến đấu vì độc lập tự do. Chiếc mũ cối đã trở thành một phần của lịch sử, của văn hóa dân tộc và hôm nay, câu chuyện về nó vẫn tiếp tục được kể lại với niềm tự hào.
Về câu chuyện của vị vua châu Phi, việc ông đội chiếc mũ cối Việt Nam đã phần nào đó thể hiện một sức hút rất đặc biệt của món đồ này. Mũ cối, ngoài việc gắn liền với lịch sử Việt Nam, còn đại diện cho một giá trị văn hóa độc đáo. Có lẽ vị vua cũng cảm nhận được sự thú vị và ý nghĩa sâu sắc từ chiếc mũ khi quyết định giữ nó lại làm vật kỷ niệm. Điều này khiến chúng ta cảm thấy tự hào, chiếc mũ cối huyền thoại của Việt Nam không đơn thuần là một vật dụng bảo vệ mà còn chứa đựng câu chuyện lịch sử và văn hóa mà chúng ta có thể tự hào giới thiệu ra thế giới. Việc nó xuất hiện ở một vùng đất xa xôi, trở thành báu vật của một vị vua thực sự là điều khó ai có thể ngờ tới. Thật thú vị và đáng tự hào đúng không nào? Và không chỉ có vị vua châu Phi mới bị hấp dẫn bởi mũ cối thôi đâu, trên thế giới, chiếc mũ này cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau. Tại Trung Quốc, mũ cối Việt Nam cũng trở thành chủ đề của nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội. Trong một bài viết trên trang Toutiao, mũ cối Việt Nam được mô tả là huyền thoại quân sự với hơn 50 năm tuổi đời. Trang mạng này viết, thường xem các tài liệu của bạn bè, đối với việc quân đội Việt Nam vẫn đổi các loại mũ bảo hiểm cũ không lạ gì. Cho đến hiện tại, bộ đội ở tuyến 2 của Việt Nam vẫn dùng loại mũ này. Loại mũ được sử dụng trong quân đội Việt Nam đã có tuổi đời hơn 50 năm. Nói ra thì khó tin, loại mũ bảo hiểm này không làm bằng kim loại, cơ bản đó đều là gỗ hoặc vật liệu cao su. Vậy thì tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Tuy bài viết có chút chê bai việc quân đội Việt Nam vẫn sử dụng loại mũ này là lạc hậu, nhưng phần lớn là các bình luận của người đọc tỏ ra không đồng tình với quan điểm của bài viết về điều đó. Đã có một độc giả viết như thế này. Đừng chỉ nói người khác, chúng ta cũng đội mũ cối mấy chục năm đó sao? Một người khác thì viết rằng, Trung Quốc cũng đâu có tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó, nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam cũng chọn mua mũ cối như một món quà lưu niệm độc đáo, mang về làm kỷ niệm, cho thấy sức hút của một vật dụng mang đậm bản sắc này. Ngoài việc sử dụng phổ biến trong quân đội, mũ cối còn đi vào đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Từ nông dân, công nhân, người già, trẻ nhỏ, chiếc mũ cối xuất hiện khắp nơi và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của mũ cối là ở sự bền bỉ và tiện dụng. Nhờ vào chất liệu gỗ và cao su, mũ cối có thể chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng hay mưa lớn. Với giá thành rẻ, mũ cối trở thành sự lựa chọn phổ biến của nhiều người. Câu chuyện về vị vua châu Phi và chiếc mũ cối là minh chứng cho sự hấp dẫn đầy bất ngờ của một món đồ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại mang trong mình cả một bề dày lịch sử và văn hóa. Chiếc mũ cối đã trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, sự sáng tạo và lòng tự hào của người Việt Nam. Từ những chiến trường ác liệt trong quá khứ đến đời sống thường nhật hiện tại, chiếc mũ cối vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng người Việt. Và giờ đây, với câu chuyện về vị vua châu Phi mê mẩn chiếc mũ cối Việt Nam, chúng ta càng thêm tự hào khi thấy rằng chiếc mũ cối đã vượt qua biên giới quốc gia, trở thành một phần của câu chuyện văn hóa toàn cầu. Và nội dung trên cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.